Chào mừng các bạn đã quay lại với podcast của Phan Thảo Phương Mèo. Thì ngày hôm nay Mèo sẽ chia sẻ với các bạn một cái podcast là một cái talk show được thu âm giữa Mèo và các bạn của khoa lực trường Đại học Quốc gia Hà Nội, với một chủ đề rất hay mà các bạn tự làm ra một cái chương trình là Sound of Love để mà chia sẻ tới các bạn trẻ sinh viên. Và Mèo rất hân hạnh khi được các bạn mời Mèo tham gia vào podcast lần này với chủ đề là quấy rối tình dục trên mạng xã hội. Hy vọng đây là một podcast bổ ích, mang đến nhiều thông tin cũng như chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm cho các bạn trẻ có thêm những kỹ năng để mà chúng ta sử dụng mạng xã hội một cách tốt nhất nha. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Quý xe lạnh của Hà Nội. Chào mừng các bạn đã đến với Sound of Love, một dự án trên nền tảng âm thanh do Hội Sinh viên Khoa lực Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, nhằm cung cấp kiến thức và hỗ trợ tâm lý cho các bạn sinh viên về những chủ đề liên quan chủ đề chính của chúng ta. Em thấy rằng thì hiện nay thì Hà Nội đã vào những ngày đông, giá lạnh khá là đặc trưng. Thêm vào đó là một chút mưa phùn miền Bắc, điển hình trong những cái dịp lễ đặc biệt như Giáng sinh hay là giao thừa. Thì chúng ta không khó đâu để bắt gặp những cái cánh tay trong tay, rồi chị đằng sau ôm anh đằng trước. Chắc chắn là khi mà đi trên đường thì nếu mà nhìn thấy những cảnh tượng này thì không chỉ mình em mà còn tất cả các cái vị thính giả đều rất là ghen tị, bởi vì các bạn đi vẫn còn cô đơn khi mà cảm nhận và nhìn thấy những cái cảnh tượng đó, và các bạn mong muốn mau chóng tìm cho mình một người còn lại. Và nhờ đó mà các ứng dụng hẹn hò cho phép chúng ta kết đôi dù ở bất kỳ đâu, ngày càng trở nên phổ biến và đặc biệt là sử dụng nhiều bởi các bạn trẻ mong muốn tìm gấu sự ấm trong những ngày đông. Vậy với chị Phương ạ, góc nhìn của chị như thế nào đối với các app hẹn hò? Không biết là chị đã từng sử dụng những ứng dụng này chưa, và cá nhân chị thì thấy những ứng dụng này có những mặt tích cực hay là những mặt chưa được, những mặt tiêu cực như thế nào ạ? Xin mời chị Phương tiếp tục ạ. Cảm ơn cái phần đặt câu hỏi của Việt Anh. Thì về app hẹn hò thì chị cũng có biết, cũng có tìm hiểu và cũng thử sử dụng nó. Tại vì về cái ngành nghề của chị á, là cái ngành nghề mà làm truyền thông, thì sẽ nên cần biết nhiều vấn đề để mà đưa vào những câu chuyện phim ảnh mà chị và ekip vẫn hay làm. Thì cái app ứng dụng hẹn hò cũng là cái mà chị cũng đã từng nghiên cứu và sử dụng thông qua cái sự giới thiệu và quảng cáo của bạn bè. Và vì nhân viên của chị nữa, chị có một bạn nhân viên năm vừa rồi đã kết hôn với người yêu, mà hai người đó cùng quen với nhau qua ứng dụng hẹn hò. Đó là một cái happy ending luôn. Và trong cái giới nghệ thuật, chị cũng biết một số người họ quen nhau qua app ứng dụng hẹn hò nữa và cũng có happy ending. Thì về mặt tích cực á, thì như chị vừa chia sẻ, chị đã từng thấy nhiều cặp đôi có cái kết cục đẹp từ app hẹn hò. Hoặc nếu mà chưa cưới, chưa có thật sự một cái happy ending, thì họ cũng có những cái mối tình vẫn đang duy trì đến hiện tại và kéo dài 2 năm, 3 năm, 5 năm. Tức là những cái mối quan hệ cực kỳ là nghiêm túc. Điểm tích cực ở app hẹn hò đó là giúp chúng ta mở rộng được các mối quan hệ, mở rộng đối tượng cho các bạn tìm kiếm. Tại vì khi mà chúng ta, cái nhịp sống của chúng ta càng hối hả, công việc, học tập nhiều nè, mà những cái môi trường, tức là khi mà các bạn bước vào những cái môi trường quen thuộc như là công sở của các bạn hay là trường học của các bạn, thì chắc các bạn cũng đã tâm tia để tìm ai đó có hợp với mình hay không, có phải là đối tượng để mình yêu hay để mình tiến tới một cái mối quan hệ nghiêm túc hơn hay không. Thì chính vì trong những cái môi trường quen thuộc của mình, các bạn không tìm được cái đối tượng thích hợp, thì app ứng dụng hẹn hò là một cái app mà giúp cho các bạn mở rộng cái giới hạn nó ra, mở rộng các mối quan hệ ra ngoài những cái môi trường mà các bạn đang làm việc hay học tập trong đó, thì giúp cho các bạn có thêm được những cái đối tượng mới. Đó là một cái mà chị cũng thấy rất là tích cực ở app hẹn hò. Đôi khi các bạn có thể không thể yêu, chị vẫn thấy có những người họ chơi app hẹn hò xong họ không tìm được người yêu, mà họ tìm được rất nhiều bạn bè và các đối tác làm ăn nữa kìa. Thì đó là cái tích cực mà chị thấy. Thì còn về tiêu cực thì nó cũng nhan nhản ở trên truyền thông và trên các mạng xã hội, người ta vẫn chia sẻ, vẫn đăng bài phốt drama rất là nhiều rồi. Tại vì đơn giản nói với chị, app hẹn hò nó cũng là một cái gì đó trên mạng xã hội và nó online thôi. Thì những gì mình thấy của họ trên đó là những gì mà họ muốn cho chúng ta thấy. Còn đó là thật hay giả thì mỗi bản thân của mình phải có đủ cái khả năng để thẩm định lại cái background của họ, những cái gì mà họ đăng tải trên đó, từ hình ảnh cho đến lời giới thiệu. Thì và trên đó khi mà chúng ta chưa gặp nhau, chỉ biết nhau qua hình ảnh, chỉ biết nhau qua vài câu giới thiệu hay là được
dữ lắm là vài cái tin nhắn nói chuyện qua lại thôi, thì nó cứ ẩn ẩn hiện hiện mơ mơ hồ hồ thì chúng ta chưa biết thật sự họ là ai. Thì đây lại là một môi trường tiềm năng cho những người thật sự họ có cái ý đồ xấu khi mà họ muốn sử dụng app hẹn hò. Thì đây phải nói là một cái môi trường quá sức là lý tưởng luôn, tại vì mình giấu mặt giấu mày mà. Thì đối tượng xấu nó luôn nằm trong bóng tối. Thì app hẹn hò không xấu, nhưng khi mà các bạn sử dụng thì các bạn cần phải có cái sự cảnh giác cao và phải luôn kiểu mà hơi đề phòng một tí xíu và có cái khả năng thẩm định những cái thông tin ở trên đó, thì nó mới là một cái phương tiện tích cực hơn cho các bạn. Thì cái suy nghĩ của chị về cái app ứng dụng hẹn hò nó là vậy. Thực thì em cũng rất là đồng tình với quan điểm của chị về app hẹn hò. Cái gì cũng có hai mặt thôi, và cái app hẹn hò như vậy thì nó cũng không phải là ngoại lệ. Cũng sẽ được dẫn lại lời của chị Phương, khi mà em cũng đã thấy rất nhiều trường hợp là có nhiều người bạn của em ấy, cũng có kinh doanh online từ thời sinh viên rồi, từ thời năm nhất năm hai rồi, thì các bạn đi tìm được rất nhiều khách hàng ở trên các cái app hẹn hò. Thực sự là nó đẩy cái doanh số của bạn lên thì khá là nhiều. Mà hơn nữa là cái app hẹn hò, mặc dù tên của nó là hẹn hò thôi ấy, nhưng mà nó còn có thể tìm được rất nhiều bạn bè, chứ không cần thiết là chúng ta cần phải tiến đến một mối quan hệ tình cảm, đúng không ạ? Đúng rồi. Và chị Phương cũng như là các bạn thính giả thân mến, chúng các cụ ngày xưa thì cũng đã có câu ạ: thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Dù là xưa hay là nay thì việc làm quen với những người bạn tri kỷ, những trái tim đồng điệu luôn là nhu cầu cần thiết và không thể loại trừ. Nếu như ngày xưa chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian, đi rất là nhiều nơi, qua lại thư từ để làm quen một người, thì giới trẻ ngày nay có thể dễ dàng mở rộng các mối quan hệ của mình, tìm kiếm nửa kia bằng việc sử dụng các ứng dụng hẹn hò với những thuật ngữ quen thuộc như là quẹt trái, quẹt phải hay là match. Đó là những giá trị mà các ứng dụng này muốn hướng tới. Xong thì những trường hợp lợi dụng chúng để làm những điều xấu, trong đó đặc biệt chúng ta đặc biệt lưu tâm đến hành vi quấy rối tình dục, không chắc chắn không phải là hiếm. Vậy thì không biết là chị Phương đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay suy nghĩ thế nào về hiện tượng quấy rối tình dục của ai bạn hò này ạ? Xin mời chị Phương. Đối với chị là chị cũng có quan sát và cũng cũng lắng nghe những cái chia sẻ từ những bạn xung quanh rất là nhiều, tại vì các bạn trẻ gửi về những câu chuyện của các bạn và những cái tâm sự của các bạn về chị rất là nhiều. Thì chị cũng có nhận được những cái sự chia sẻ của các bạn khi các bạn bị quấy rối tình dục ở trên mạng xã hội thôi kìa, chứ chưa nói tới là app hẹn hò nữa. Tức là trên những cái trang mạng xã hội phổ biến hiện nay các bạn đã bị quấy rối tình dục rồi, ngay cả là qua hình ảnh qua này nọ kia, thì cái app hẹn hò nó lại là một cái gì đó gọi là môi trường điều kiện thuận lợi hơn nếu như người ta đã có ý đồ muốn quấy rối tình dục. Thì như chị đã chia sẻ ở trên đó, thì tại vì app hẹn hò là một nơi người ta có thể ẩn mình, không ai biết họ là ai hết, nên nếu họ có ý đồ xấu như quấy rối tình dục thì ở đây sẽ rất là thích hợp để cho họ thực hiện cái ý đồ đen tối của mình. Tại vì ở đây có rất là nhiều cái lớp bảo vệ, họ có quyền sử dụng hình ảnh giả nè, tên giả nè, hay là vài lời giới thiệu giả tạo. Như chị nói là họ sẽ cho mình thấy những cái gì mà họ muốn thể hiện chứ không phải là sự thật ở đó. Nhưng mà họ tiếp cận với chúng ta để mà quấy rối chúng ta là thật, tất cả đều là giả, chỉ có cái việc quấy rối tình dục họ muốn là thật mà thôi. Tại vì nó sẽ khác với những mạng xã hội khác, đôi khi những mạng xã hội khác có cái sự kết nối bạn bè mạng lưới nữa, như là bạn bè chung hay là rồi vô tình những cái gì đó họ like, họ thích hay là họ hoạt động ở trên cái trang mạng xã hội. Nếu mà chúng ta kỹ thì chúng ta có thể tìm hiểu ra, nhưng mà còn trên cái app hẹn hò thì chỉ nó quá kín đáo để mà khi mà hai bạn tương tác, hai bạn có thể tìm hiểu, tìm thêm thông tin từ đó thì nó rất là khó. Và đó, chính vì điều đó nên khiến cho họ rất là dễ dễ làm điều đó. Nếu quấy rối được thì họ sẽ cảm thấy thỏa mãn cái khoái cảm của họ, còn nếu không được thì họ chỉ cần block bạn thôi, hoặc là họ xóa tài khoản này rồi họ tạo một tài khoản khác hoàn toàn miễn phí mà họ không tốn một cái gì cả. Chị biết có những người họ thích quấy rối tình dục, đôi khi không phải là không có thực hiện được hành vi tình dục nữa, mà chỉ cần họ nói những cái câu mà giống như là nó hơi đen tối một tí xíu và họ nói ra được với một cái ai đó để làm cho người ta sợ thôi, thì họ cũng thỏa mãn được cái khoái cảm trong người họ rồi. Nên đây là một cái môi trường mà với cái điều kiện thích hợp như vậy thì chị nghĩ là cái khiến cho cái số người mà có nhu cầu quấy rối tình dục ở đó lại phát triển nhiều hơn hơn là cái mục đích tìm kiếm nữa kia thật sự nữa. Nên chị nghĩ đây cũng là một cái vấn đề nan giải khi mà các bạn sử dụng app hẹn hò. Nếu mà không muốn mình bị quấy rối tình dục thì mình phải sáng suốt, tìm kỹ và xem xét kỹ từng cái đối tượng trước khi các bạn mắc. Em
em cảm ơn chị ạ. Nhưng mà khi mà chúng ta trò chuyện về vấn đề quấy rối tình dục trên các cái ứng dụng hẹn hò như là Tinder hay là một số cái ứng dụng khác thì chúng ta nói vui với nhau, chúng ta nói chuyện với nhau thì dùng sử dụng cái thuật ngữ quấy rối tình dục, bạn hẹn hò thôi, nhưng mà em nghĩ là có rất nhiều các bạn khán giả cũng chưa thể mường tượng, cũng chưa thể tưởng tượng ra hết được là hành vi như thế nào, hành vi quấy rối tình dục quá hẹn hò. Mặc dù em biết là các cái hành vi này nó muôn hình vạn trạng và nó có thể thể hiện với rất nhiều các hình thức khác nhau, thế nhưng mà dưới cái góc nhìn của chị thì chị có thể chia sẻ với các bạn thính giả xem là như thế nào, hoặc là đặc biệt được coi là một hành vi quấy rối tình dục quá hẹn hò không ạ, hay rộng hơn nữa là qua mạng xã hội không ạ? Đối với chị á, chị sẽ sắp xếp cái hành vi quấy rối tình dục qua các ứng dụng hẹn hò hay mạng xã hội, nó có thể chia thành ba dạng và ba cấp độ. Thứ nhất đó là lời nói, như hồi nãy chị chia sẻ, tức là họ có thể bình luận những lời khiếm nhã về cơ thể của bạn, hay là họ khơi gợi những câu chuyện nhạy cảm về tình dục với bạn, hoặc là hỏi bạn về những bộ phận nhạy cảm, hoặc những câu chuyện hoặc là những câu chuyện tình dục. Đối với chị đó là quấy rối tình dục bằng lời nói rồi đó, tức là bằng tin nhắn, bằng ngôn ngữ, bằng câu chữ, thì đó là quấy rối tình dục bằng lời nói. Chị chia sẻ thêm, có một lần chị có một bé nhân viên là nữ cũng chơi Tinder và cũng nói chuyện từ Tinder xong qua 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 tin nhắn. Thì lúc trên nói chuyện trên Tinder bình thường, tới lúc qua tin nhắn thì nói chuyện được mấy câu, thì cái bạn nam đó hỏi cái bạn nhân viên của chị là: em có thể kể cho anh nghe về sex life của em được hay không? Đối với chị đó cũng là bắt đầu dấu hiệu và manh nha mầm móng của quấy rối tình dục rồi đó. Thứ hai đó là quấy rối tình dục bằng hình ảnh, tức là nếu các bạn đẩy đưa câu chuyện và trò chuyện trả lời cho họ, tức là nếu như với cái tin nhắn hồi nãy mà cái bạn nam nó nhắn mà em vẫn tiếp tục trả lời đi, à em kể kể này nọ, đẩy đưa, thì nó sẽ dẫn tới quấy rối tình dục bằng hình ảnh ở cái bước thứ hai này, tức là họ sẽ bắt đầu gửi hình ảnh cho em, hay là gửi cho những cái video nhạy cảm, những đoạn phim khiêu dâm, và có thể yêu cầu em gửi lại những cái hình ảnh khỏa thân của em hay những video khỏa thân của em gửi lại cho họ. Đó là quấy rối tình dục bằng hình ảnh. Và thứ ba đó là quấy rối tình dục bằng hành động, khi mà các bạn trò chuyện và nói chuyện với họ trên app rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra, họ cũng không thể hiện là họ là một người có dấu hiệu quấy rối tình dục, cho đến khi họ hẹn các bạn đi ăn uống và gặp gỡ bên ngoài, và họ bắt đầu có những cái hành động đụng chạm đến những cái phần nhạy cảm trên cơ thể của bạn, hay là đụng chạm vào những cái vùng kín của mình, thậm chí là tìm cái cách để mà cưỡng bức và chiếm đoạt bạn, thì đó là cái mức độ cao nhất của quấy rối tình dục từ mạng xã hội vào thẳng thực tiễn ngoài đời luôn. Thì chị sẽ chia quấy rối tình dục từ trên mạng xã hội và trên các app hẹn hò, nó sẽ có những cái mức độ như vậy. Em cũng rất đồng quan điểm với các chị Mai Thanh Phương, bởi vì là như chị cũng đã vừa chia sẻ ở bên trên, thì các cái app hẹn hò khi mà cái cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong phạm vi là hai người thôi, những cái tin nhắn nó rất là private, nó rất là kín đáo, thì chúng ta rất là khó để có thể nào mà nhận biết ra được những cái hành vi thế nào là hành vi quấy rối tình dục, bởi vì là những cái kẻ xấu lợi dụng cái app hẹn hò hay lợi dụng cái môi trường kín đáo thế thì chắc chắn là chúng sẽ có rất nhiều những cái thủ đoạn, rất nhiều những cái hành vi có thể là nhằm che giấu cái mục đích của chúng, và thực sự thì cũng thực đây là một cái mối hiểm họa rất lớn đối với giới trẻ hiện nay, đặc biệt là các bạn nữ, đặc biệt là sinh viên cũng như là các bạn học sinh hiện nay, khi mà các bạn không có một cái sự cảnh giác nó nhất định. Thưa chị Phương, thật sự gần đây thì khi lướt những trang mạng xã hội như là Facebook hay là TikTok, thì em có thể rất dễ dàng bắt gặp các bạn trẻ chia sẻ về những trải nghiệm bị quấy rối qua các ứng dụng hẹn hò mà các bạn ấy sử dụng ạ. Ở đó có thể là những lời gạ gẫm, những mong muốn có được những mối quan hệ ngọt như mía lùi, hay là ngôn ngữ của các bạn trẻ bây giờ là sugar baby và sugar daddy. Nhưng bên cạnh các bạn đứng lên chia sẻ cái câu chuyện của mình ấy, thì em thấy một thực trạng là các bạn trẻ ngày nay đang dần coi đây là một điều hiển nhiên, là bình thường, và ở một góc độ nào đó là chuyện này có thể chấp nhận được. Vậy thì không biết chị Phương có suy nghĩ thế nào về việc này, và liệu rằng việc này có phải là một điều tiêu cực ngầm đối với thế hệ trẻ không ạ? Xin mời ý kiến của chị. Đối với chị thì nếu mà nói về cái tiêu cực ngầm này thì chắc chị sẽ chia sẻ một chút xíu về cái góc nhìn của chị về cái tâm lý của các bạn để mà nó có thể dẫn đến cái việc này. Thì thứ nhất á,
đó là cái việc mà các bạn sợ chia sẻ những cái điều tế nhị này với người khác. Ví dụ như các bạn sử dụng cái app hẹn hò và bị quấy rối tình dục thì các bạn ngậm ngùi cho qua luôn, chứ cũng không dám kể ai là bị người này quấy rối tình dục, bị người kia nhắn thế này, bị người kia xâm phạm thế nọ, tại vì đó là một cái điều hết sức là tế nhị và người ta rất ngại phải nói ra cái việc đó, nên mọi người sẽ bỏ qua, tại vì họ sợ bị cười, họ sợ bị bêu rếu, họ sợ bị quê, họ sợ bị chê bai và rất nhiều nỗi sợ khác về vấn đề tâm lý của họ, nên họ chọn im lặng. Với nhiều bạn á, nổi cái việc họ sử dụng app hẹn hò thôi họ đã muốn giấu vì ngại rồi, tại vì chị thấy có những bạn họ sử dụng app hẹn hò xong họ có người yêu, xong hỏi ôi quen nhau đâu, rồi sẽ nói người ABC gặp nhau ở công ty, gặp nhau ở chỗ này chỗ nọ, chứ còn không dám chia sẻ cái việc là họ gặp nhau qua ứng dụng hẹn hò nữa. Thì chính vì vậy khi mà các bạn bị quấy rối á, các bạn sẽ càng không dám chia sẻ với ai và dẫn đến cái việc các bạn ngầm chấp nhận cái việc đó. Đó là cái tâm lý đầu tiên. Thứ hai á, thì như Việt Anh có nói á, chị cũng lướt TikTok hay là các mạng xã hội và chị cũng thấy rất là nhiều bạn chia sẻ những câu chuyện của chính mình, thậm chí các bạn cũng gửi mail về cho chị để chia sẻ cái câu chuyện đó nữa, về câu chuyện họ bị quấy rối, họ bị dụ dỗ trên app hẹn hò như thế nào. Tức là có rất nhiều người chia sẻ rồi và dần dà nó hình thành thành cái định kiến là cái app hẹn hò là không đáng để tin tưởng, và khi các bạn sử dụng, các bạn gặp những cái trường hợp quấy rối đó, dù là các bạn được chia sẻ trước đó rồi thì nó vẫn hình thành cái tâm lý ở trong đầu của các bạn á. Cái việc sử dụng app hẹn hò và gặp những cái đối tượng như vậy là một điều hết sức là nghiễm nhiên, là một điều rất là bình thường, nên họ dễ dàng có cái tâm lý họ dễ dàng chấp nhận hơn, tại vì ai cũng gặp như vậy, ai lên đây là cũng sẽ bị như vậy, cũng sẽ gặp những người như vậy, nên cái việc mình gặp cái trường hợp như vậy cũng là bình thường và họ lại trở thành cái tâm lý để khiến cho họ ngầm chấp nhận cái điều đó luôn. Và điều thứ ba đó là có một cái phần các bạn dựa vào cái app ứng dụng hẹn hò để muốn cho tìm cho mình những cái sugar daddy luôn, tức là có, tại vì chị thấy có nhiều người họ ghi ra cái lời giới thiệu của họ luôn là là họ muốn tìm sugar baby nè, họ muốn tìm one night stand hay là brand with benefit, tức là họ cho thấy rõ nhu cầu của họ luôn. Và khi các bạn match, tức là các bạn có nhu cầu cung cấp cái điều đó tương tự như vậy, thì cái việc các bạn ở cái tâm lý thứ ba này chấp nhận cái việc quấy rối tình dục đó là trở thành dĩ nhiên như cái yêu cầu công việc mà họ đang lựa chọn mình thôi. Thì đối với chị đó là ba cái lý do nằm ở cái vấn đề tâm lý sử dụng hẹn hò để dẫn đến cái việc là các bạn có một cái tiêu cực ngầm và là nhằm chấp nhận cái việc quấy rối tình dục trên app hẹn hò. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Phan Thập Phương. Và đối với riêng bản thân em ấy, thì em thấy những cái thuật ngữ như là sugar baby thì bây giờ nó gọi là càng ngày càng được trẻ hóa. Em thấy rất là nhiều những bạn trẻ chỉ sinh năm 2006, 2007 thôi đã dùng những cái thuật ngữ này rồi, mà em thấy đây là những cái vấn đề nó đang rất là nổi cộm và chúng ta cần phải có một cái góc nhìn đúng đắn về vấn đề này. Nó cũng là một cái thực trạng đang có động đẹp, bởi vì khi mà các bạn ấy còn trẻ như vậy, các bạn ấy có nhận thức không đúng về vấn đề sugar daddy, sugar baby này, thì nó là một cái rất là báo động. Hơn nữa là bây giờ em chỉ có được thêm một câu hỏi cho chị Phương là đối với em thấy rằng là ngày nay thì có nhiều bạn trẻ ngay lần đầu sử dụng ngôn ngữ hẹn hò đã gặp ngay phải những kẻ quấy rối tình dục rồi. Nó ảnh hưởng cả về thể xác lẫn tâm hồn các bạn ấy, đặc biệt là về tâm lý tâm hồn các bạn ấy. Và vậy thì với các nhóm bạn trẻ như vậy, khi mà gặp cái trường hợp như vậy thì chị có lời động viên, lời khuyên nào với các bạn ấy không ạ? Để các bạn ấy có thể như một lời an ủi cho các bạn ấy, và các bạn ấy có thể vượt qua được cái tâm lý đặc biệt là sốc khi mà bị quấy rối như vậy không ạ? Xin mời chị ạ. Ở đây chắc chị sẽ chia sẻ vài cái lời khuyên gửi đến các bạn mà các bạn thật sự muốn tìm nửa kia ở trên app hẹn hò nhưng mà lại vô tình gặp phải những đối tượng quấy rối tình dục ha. Còn với các bạn mà họ có sẵn cái nhu cầu tìm sugar daddy hay là partner tình dục thì không tính, tại vì cái nhu cầu các bạn tìm đó và các bạn lên gặp quấy rối tình dục là điều hiển nhiên rồi, và chắc đối với họ đó cũng không là quấy rối tình dục đâu, nên chị sẽ không tính. Và những cái mà chị đưa ra lời khuyên ở đây nó sẽ là nằm ở cái hướng là phòng bị nhiều hơn là gọi là đã bị rồi, nên chị hiểu, tại vì chị vẫn nghĩ là phòng bệnh vẫn hơn trị bệnh. Thì trước tiên á, đó là các bạn nên chọn lọc và xem xét kỹ về hình ảnh và lời giới thiệu của đối tượng. Đó là hai cái thông tin mà các bạn gặp đầu tiên khi các bạn sử dụng những cái ứng dụng hẹn hò, và đừng quá tin vào những gì hào nhoáng
ở trên đó họ đăng mà các bạn không biết là thật giả. Thật ra các bạn phải trở thành những cái thám tử phân tích hình ảnh thiệt là kỹ nha. Một chia sẻ vui á, là lúc đầu chị sử dụng cái app ứng dụng hẹn hò một phần là để biết nó như thế nào để chị làm nội dung. Thứ hai á, là chị rất thích phân tích hình ảnh, tức là thông qua những cái hình ảnh họ đăng tải trên đó hay những câu chữ trên đó, nếu mà mình phân tích kỹ mình sẽ thấy được nhiều hơn những cái gì họ muốn thể hiện nữa. Và đặc biệt với những người mà họ đã ghi thẳng vào cái lời giới thiệu của họ là họ tìm sugar baby hay là friend with benefit hay là one night stand vân vân, thì nếu mà bạn không có nhu cầu đó thì hãy thẳng thắn quẹt trái, đúng không ta, tức là không 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 chọn, là quẹt trái, dù cho hình ảnh của họ có đúng gu của bạn đến thế nào đi chăng nữa. Cũng đừng nghĩ rằng các bạn có cái sức mạnh là thay đổi được suy nghĩ của người đó, cứ cứ match với người đó đi rồi cứ trao đổi nói chuyện và từ từ mình sẽ thay đổi cái suy nghĩ đó. Không có đâu, không không thể nào. Đừng cho mình cái sự ảo tưởng về sức mạnh của mình có thể to lớn như vậy. Mình hãy thẳng thừng diệt cỏ ngay từ đầu. Thứ hai á, là khi các bạn nói chuyện trên mạng, các bạn chưa biết mặt nhau, cũng chưa có cái gì rõ ràng, thì tuyệt đối các bạn không nên nói những gì liên quan tới tình dục hoặc là thân thể của các bạn. Giống như cái câu chuyện mà lần trước chị chia sẻ về cái câu chuyện mà bé nhân viên của chị sử dụng Tinder và sau đó add Zalo nói chuyện, thì cái anh bạn đó mới nhắn hỏi về cái sex life của cái bạn đó. Thì lúc đó cái bé đó mới thấy kỳ á và hỏi chị nên làm như thế nào, thì chị kêu là ngưng ngay em, không tiếp tục nữa, không nhắn tin, không liên lạc nữa, và bạn đó cũng không nói gì, cũng cắt đứt liên lạc luôn. Thì đó là cái hành động các bạn cần phải dứt khoát khi mà các bạn thấy người ta có dấu hiệu bắt đầu đề cập tới những cái vấn đề tình dục. Và thứ ba, cái bước thứ ba là nếu các bạn nói chuyện mà thấy vui vẻ, thấy hợp gu thì các bạn nên dời đối phương. Có thể hỏi nhau là cái anh hay là em có các trang mạng xã hội khác như là Facebook, Instagram hay là những cái trang mạng xã hội nó public hơn để có thể tiện liên lạc hay không. Thì vì qua cái những cái trang mạng xã hội đó các bạn có thể soi xét được nhiều hơn để các bạn biết rõ thêm cái đối tượng mà mình đang nói chuyện với ai, họ là ai, họ là người như thế nào. Nếu họ chần chừ trong cái việc add các bạn ở những trang mạng xã hội khác thì các bạn cũng phải nên xem lại đối tượng và các mối quan hệ này. Và nếu họ có cho các bạn những cái tài khoản đó nhưng mà khi mà các bạn qua các bạn add họ và các bạn thấy à đây là cái mùi tài khoản ảo, hình ảnh đâu ảo lòi ra luôn, thì đây cũng là một cái dấu hiệu để các bạn phải nên thận trọng. Tại vì nếu họ không có ý đồ quấy rối tình dục và thật sự họ đang mong muốn tìm một cái mối quan hệ nghiêm túc như mà cái cách các bạn cũng đang muốn tìm, thì họ đã công khai và cho các bạn những cái trang mạng xã hội cụ thể rõ ràng hơn. Mà nếu như họ ảo hay là họ tìm cách che giấu như vậy thì một là họ có ý đồ xấu, hai là họ cũng đã có vợ hoặc là có người yêu rồi, họ chỉ muốn thêm các bạn vào cái danh sách những cái người yêu, người tình của họ mà thôi. Thì ba cái bước này á, là ba cái bước mà chị nghĩ là nó sẽ giúp các bạn phòng tránh nhiều hơn. Và chị hy vọng là các bạn khán giả mà nghe podcast này, chủ đề này mà chưa có bị quấy rối tình dục, may mắn chưa có bị quấy rối tình dục trên các app hẹn hò mà sắp tới các bạn có sử dụng, thì đây là những cái tips để các bạn nên cẩn trọng và lựa chọn đối tượng cho cụ thể cho
không dám nói, tại vì như chị chia sẻ trên các bạn sợ là mình bị bêu rếu, mình bị chê như thế này thế nọ. Đó là lý do vì sao các bạn sẵn sàng chia sẻ với một người lạ như chị. Và chị cũng làm những cái trang TikTok hay fanpage là để ở đây và lắng nghe các bạn. Tại vì với chị thì cái vấn đề tâm lý của các bạn trẻ nó rất là quan trọng. Các bạn sẽ không thể làm gì và không thể phát triển bản thân nếu như tâm lý của các bạn không vững. Và nên cái đầu tiên chị khuyên đó là hãy tìm một người thật sự các bạn tin tưởng để các bạn chia sẻ. Để các bạn giống như là các bạn đang có một cái nỗi lòng quá lớn, các bạn chia sẻ như vậy thì bạn bè của mình hay người thân đó của mình, hay ví dụ như chia sẻ với chị chia sẻ với các bạn, thì các bạn sẽ vơi bớt đi nỗi lòng. Giống như cái cách chị đang ngồi đây chia sẻ nè, thì các bạn sẽ cảm thấy các bạn nhẹ nhàng hơn, các bạn sẽ nhìn nhận cái vấn đề đó nó một cách cởi mở, thoải mái và đa chiều hơn. Đa chiều là sao? Tại vì ở góc độ của các bạn và ở góc độ của chị, hay là ở góc độ của những người xung quanh các bạn chia sẻ với các bạn, thì các bạn sẽ cảm thấy nó thoáng hơn hơn là cái góc tù của các bạn, và các bạn đang bị ức chế nữa thì cái góc nó càng thu hẹp đi. Nếu các bạn không chia sẻ, các bạn sẽ bị dễ dẫn đến trầm cảm, có những trường hợp các bạn dẫn đến trầm cảm nữa. Thứ hai đó là các bạn phải cho mình những cái suy nghĩ tích cực hơn, tức là các bạn phải phải giải thoát mình ra khỏi cái nỗi lo sợ đó. Sau khi các bạn chia sẻ rồi, nếu những người xung quanh các bạn có thể giúp đỡ các bạn thì tốt, nếu không các bạn phải tự động đưa mình bước ra khỏi cái tâm trạng và tình trạng tồi tệ đó. Các bạn có thể tìm đến sách, có thể đi du lịch, có thể làm những cái gì mà các bạn làm điều đó các bạn cảm thấy thoải mái, để cho các bạn tích cực hơn và tâm trạng các bạn thoải mái hơn. Và điều cuối cùng, nếu các bạn có chia sẻ với chị cũng sẽ nói đó là cái gì nó cũng đã qua rồi. Người ta, thí dụ người ta quấy rối các bạn thì người ta chỉ có thể nói như vậy xong rồi thôi, hoặc là nếu có cái gì đó làm cho các bạn bị tổn thương rồi, rồi nó cũng sẽ qua, cái gì rồi nó cũng sẽ trở thành quá khứ. Nên cái mà các bạn phải làm bây giờ đó là cố gắng vực dậy, và tức là các bạn phải cố gắng vực dậy và vì bản thân mình ở hiện tại và cho tương lai, đừng có bị những cái gọi là nó nặng nề đó nó làm cho chúng ta bị trầm cảm. Đó là cái mà chị muốn chia sẻ với các bạn. À, vâng, em xin cảm ơn chị Phương với những chia sẻ vừa rồi. Thực sự thì khi mà nghe nghe những lời chia sẻ về cách để các bạn có thể khắc phục được tâm lý của mình thì em rút ra được là chúng ta sẽ có hai cách, có hai phương pháp cốt yếu để mình có thể vượt qua được cái sự thu mình về mặt tâm lý. Thứ nhất là mình sẽ đi tìm những người bạn thân thiết nhất, bởi vì chắc chắn là không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ với bố mẹ, phải không ạ? Bởi vì là khi mà chia sẻ với bố mẹ thì mình rất sợ bị đánh giá cũng như là bị bêu rếu, ôi bạn này thế này, ôi bạn này thế kia, tại sao con lại làm như thế. Nó cực kỳ áp lực và cực kỳ là sợ khi mà lại phải tiếp nhận thêm những cái đè nén về mặt tâm lý từ bố mẹ nữa. Cái cách thứ hai đó chính là khi mà chúng ta chắc chắn không phải ai cũng gọi những người bạn đáng tin tưởng, đáng tin cậy mà chúng ta sẵn sàng chia sẻ mọi thứ. Cái cách thứ hai đó chính là chúng ta phải tự tự lực, tự bản thân mình cứu mình ra khỏi cái vực này đó, tự mình tìm đến những cái sở thích khác, có thể như là đăng ký một khóa học nấu ăn.
giao tiếp với nhau ở trên mạng xã hội. Đó là thực trạng mà chị thấy giữa các bạn hiện nay, điển hình như là các bạn có hàng ngày luôn ấy, thì em cũng thấy là khi mà có rất nhiều những cái bạn đăng ảnh của mình lên Facebook cá nhân thì có rất nhiều lời khen chê, rất nhiều các cái comment khác nhau, nhưng mà đặc biệt có một số cái comment mà khi mà cái người đăng cái comment đấy lên nghĩ là chỉ là một câu bông đùa cợt nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà đối với người đăng ảnh thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó gần như là một lời, một sự xúc phạm khiếm nhã, và không ai, bạn ấy không mong muốn nhìn thấy cái bình luận đó một chút nào cả. Và cũng đúng như là chị Phương nói, em hoàn toàn đồng tình với ý kiến của chị. Và đặc biệt là khi mà mình đăng ảnh lên, đúng không ạ, ai cũng muốn, ai cũng thích được khen thôi. Tuy nhiên thì nếu nhìn vào thực tế, chúng ta có thể nhận thấy một tín hiệu tiêu cực là đôi khi những lời khen lại đi cùng với sự khiếm nhã, gây ra những tác động không tốt đến người khác, mà nặng nề hơn là vô tình quấy rối tình dục họ. Và vậy không biết chị Phương có nhận xét gì về những hành động tưởng chừng như không phải là quấy rối tình dục mà lại là hành vi quấy rối tình dục không ạ? Và không biết là chị Phương đã từng trải qua những trường hợp này trong quá khứ chưa, và cảm xúc của chị khi đối mặt với những điều đó là như thế nào? Xin mời chị Phương. Ở cái trường hợp này thì chị chia sẻ hẳn một cái ví dụ và gây tình huống mà chị đã từng gặp luôn, để cho các bạn dễ hình dung và các bạn tham khảo. Thì có một lần chị đăng một cái tấm hình trên Facebook cá nhân của chị, một tấm ảnh cũng bình thường thôi, mặc một chiếc quần ống suông và áo thun cộc tay bình thường thôi, chứ không có gì gọi là sexy hay quyến rũ gì hết á. Thì có một tài khoản bình luận dưới cái tấm hình của chị là: dáng em ngon. Trời đất ơi, chị vào xem thì chị thấy tài khoản này là một người đàn ông, chị không quen biết người đó trước đó luôn. Thì chị cho đó cũng là một cái hành vi quấy rối trên mạng xã hội rồi đó. Tức là cái bình luận đó nó rất là khiếm nhã. Nếu mà các bạn sử dụng cho với một người mình không quen biết mà nói như vậy, đó là một cái hành vi quấy rối rồi đó. Thì cái hành động của chị đó là chị lập tức xóa cái bình luận đó, và đồng thời cũng chặn luôn cái tài khoản của người đó luôn. Rồi một lần khác nữa thì cái trường hợp của bé em chị, bạn đó là một cái diễn viên hay quay phim cho chị, rất là xinh xắn. Thì bạn ấy cũng nhận được tin nhắn của một cái tài khoản khác, là có người hỏi bạn thì đi du lịch qua đêm với người đó không, người đó sẽ gửi cho bạn ấy 1.000 đô. Rồi có tin nhắn thì gửi tấm hình nhạy cảm của họ cho cái bé em của chị. Thì những hành động này chị đều quy chung đó là quấy rối tình dục qua mạng xã hội, và đó là những cái hành vi rất là khiếm nhã. Và vì lý do là mạng xã hội, họ nghĩ là họ có thể núp bóng và giấu mình dưới trang mạng xã hội, nên chị cảm thấy là dạo gần đây mọi người mượn mạng xã hội để núp bóng, và có những cái sự khiếm nhã đó ngày càng một càng nhiều rồi đó. Em rất cảm ơn những chia sẻ của chị Phương về vấn đề này. Thế nhưng mà khi mà nghe những lời chia sẻ của chị thì em, đối với em thì em lại thấy là có những rất nhiều người, có rất nhiều trường hợp họ bao biện cho cái hành vi quấy rối của mình bằng cái lý lẽ đó chính là không có lửa làm sao có khói. Khi mà nếu bạn không đăng tấm mình lên thì làm sao tôi có mình được. Và từ đó thì nó hình thành cái tâm lý là đổ lỗi cho nạn nhân. Ví dụ như việc là một cô gái bị tấn công tình dục qua app hẹn hò, bởi vì chỉ một lý do đơn giản là cô gái ấy chọn cho mình phong cách trưởng thành, sexy. Nó đương nhiên trở thành một vấn đề được bàn tán sôi nổi với những lời lẽ hết sức khiếm nhã và xúc phạm. Vậy thì chị Phương có bày tỏ gì về tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân này ạ? Chị thì không hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến này và với cách mà người ta đổ lỗi cho nạn nhân như vậy. Như cái chia sẻ ví dụ ở trên của chị, cái tấm hình của chị rất là bình thường,
không hề hở hang, không hề sexy, nhưng mà chị vẫn bị nhận cái bình luận khiếm nhã và phản cảm như vậy. Thì cái vấn đề nó không nằm ở cái hình ảnh của chị mà nó nằm ở cái tư duy của người đàn ông kia. Nếu mà những người đó họ nói là nếu mình không đăng hình thì họ đâu có comment, họ đâu có bình luận như vậy, thì ủa, trang mạng xã hội, trang cá nhân nó giống như cái nhà của riêng mỗi người có một cái trang cá nhân, mỗi người có một cái nhà. Rồi bạn vào và bạn bạn xông vào nhà người khác và bạn vứt rác, bạn quăng một cái đống rác vào nhà của người ta và bạn đổ lỗi là do nhà người ta hả, thì đâu có được đâu. Và ngay cả với những cái bạn nữ mà họ có theo đuổi hình ảnh sexy đi chăng nữa thì đó cũng là cái sở thích và cái tính cách của người ta, không thể vì vậy mà mình khiếm nhã được. Những người có hành động phản cảm chỉ có quyền đổ lỗi cho đối phương nếu như cái đối phương đó có hành động chấp nhận và đẩy đưa qua lại với nhau về cái nội dung khiếm nhã đó. Chị nói ví dụ khi mà họ cái người đàn ông đó comment như vậy, cái người đàn ông đó bình luận như vậy mà chị vẫn trả lời bình luận qua lại, ủa vậy hả, cảm ơn anh nha, đồ đại loại vậy, tức là mình đẩy đưa thì họ mới có quyền đổ lỗi cho cái người còn lại. Chứ ngoài ra họ không có quyền đổ lỗi gì cho về hình ảnh, gu ăn mặc hay là dáng vóc của người khác được. Đấy chỉ là cái tâm lý thích đổ lỗi và không chịu trách nhiệm với chính hành động của mình thôi. Em cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, và em cho rằng đây là một lập luận mang tính ngụy biện. Họ đang ngụy biện cho cái sai của họ, bởi vì như chị cũng đã chia sẻ là trên Facebook thì chúng ta có một cái trang cá nhân, nó hoàn toàn là của chúng ta, mà khi chúng ta thấy ảnh đẹp, chúng ta thấy ảnh nó xinh, nó ok, thì chúng ta hoàn toàn có quyền đăng ảnh ấy lên và không ai có thể cấm chúng ta được, phải không ạ? Còn đối với những kẻ có những cái lập luận là không có lường làm sao mà có thì em nghĩ đây là cái vấn đề đôi khi chúng ta cũng không thực sự ngờ đến, và có thể định danh nó bằng cái tên là tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân. Nó đã và đang là một báo động đỏ về cách hành xử không văn minh và là một nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn nạn khác. Chúng ta đều muốn được đối xử một cách công bằng, nhưng trước hết hãy biết nhìn nhận và tôn trọng người khác cũng như sở thích riêng của họ. Ở hiện nay thì vấn đề đổ lỗi cho nạn nhân ngày càng trở nên phổ biến, nó lặng lẽ đi sâu vào trong tiềm thức của mỗi người và vô tình biến họ trở thành những kẻ giết người không cần dao. Vậy thì theo quan điểm của chị Phương, chúng ta nên làm gì để ngăn chặn những điều đó, và khi chị nhận được những cái bình luận đó thì cách hành xử của chị như thế nào đối với những kẻ comment nó không lịch sự như vậy? Xin mời chị ạ. Có một điều mà chị rất hay chia sẻ với các bạn mà theo dõi chị có một cái cộng đồng ở trên fanpage và TikTok là gia tộc mèo á, thì chị rất hay chia sẻ với các bạn trong đó là đừng nghĩ là mình có thể thay đổi ai hay thay đổi thế giới, mà hãy thay đổi mọi thứ từ bản thân mình. Tức là mình không thể đừng có bình luận khiếm nhã, hay là mình cũng không thể bắt người ta đừng đổ lỗi cho mình được, mà mình chỉ có thể hành động từ bên chính phía bản thân của mình, mà mình chỉ có thể điều khiển được từ phía bản thân của mình mà thôi. Thì tương tự như vậy, với câu hỏi mà Việt Anh vừa hỏi thì chị nghĩ là có thể ngăn chặn điều đó từ bản thân mình, vì chúng ta không có thay đổi cũng không như không thể len lỏi và sửa chữa tư duy của những người họ khiếm nhã hay là họ đã có muốn cái ý đồ xấu rồi. Ví dụ như các bạn thấy cái bình luận khiếm nhã dù là người lạ hay người quen, thì cái việc đầu tiên các bạn hãy thẳng tay lóc đi, tức là đẩy những cái con người toxic, những con người độc hại ra khỏi cái môi trường sống, ra khỏi mạng xã hội, ra khỏi cái xung quanh chúng ta. Đừng để những người như vậy cứ xuất hiện trong cuộc đời của mình. Rồi đôi khi các bạn nghĩ là người quen đúng không, rồi các bạn cũng trả lời bình luận vì cái sự lịch sự, nhưng chính cái sự lịch sự đó lại là đang dung túng cho họ để họ được đà lấn tới. Lúc đó thì họ có quyền đổ lỗi cho bạn đó, tại vì bạn đã trả lời, bạn đã đưa đẩy, bạn đã có cái sự hồi đáp lại cho cái sự khiếm nhã đó của họ, thì họ có quyền đổ lỗi cho bạn nếu mà các bạn có hành động như vậy. Ngoài ra nếu các bạn bị làm phiền nhiều á, các bạn có thể báo cáo tài khoản, thậm chí có thể post một cái bài cảnh cáo họ ở trên trang cá nhân của mình luôn, để cho họ và những người xung quanh mình biết là họ đang quấy rối mình, và cho những người xung quanh mình đề phòng người đó luôn. Khi chúng ta quyết liệt á thì từ từ họ mới biết sợ, còn khi chúng ta im lặng thì họ sẽ được đà lấn tới. Nên đừng có nghĩ là mình không tạo lửa để không có khói, mà tốt nhất là ngay cả cái cọng rơm để bắt lửa thì mình cũng phải loại bỏ nó ngay từ đầu luôn. Em cũng xin được trích dẫn một câu nói mà em khá tâm đắc của chị từ podcast lần trước, đó chính là diệt cỏ và diệt từ lúc đầu của diệt tận gốc. Thì em nghĩ là cũng có đồng tình với cái quan điểm này. Khi mà mình thấy comment nó khiếm nhã và nó không lịch sự thì tốt nhất là nên nên block,
nên chặn họ luôn để cho họ không thể vào, ít nhất là không thể vào làm phiền mình những lần sau nữa, bởi vì là đây là những kẻ comment một cách khiêm nhã mà chúng ta không nên gặp lại lần thứ hai. Em hoàn toàn đồng tình với quan điểm của chị, bởi thì mỗi người đều sinh ra với những cái vẻ đẹp riêng, điều đó cho phép họ luôn tự tin và tỏa sáng. Chúng ta cần tôn trọng điều đó, suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, thay vì ngồi theo đám đông và tham gia vào những chuyện không đúng đắn, chính là cách để bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh. Cuối cùng thì em xin thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới chị Phan Thảo Phương, lời cảm ơn chân thành nhất vì đã dành thời gian cùng tâm sự và chia sẻ với sao đọc lớp của Hội Sinh viên Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Em cũng mong rằng là cuộc trò chuyện này của em và chị cũng sẽ là một thông điệp tốt để gửi tới các bạn thính giả nhân dịp đầu xuân năm mới. Và một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả đã chọn lắng nghe sao đọc lớp của chúng mình. Chúc chị Phương và chúc các bạn thính giả cùng gia đình của chị cũng như các bạn một năm mới bình an, thành công luôn tới, sức khỏe tuyệt vời, may mắn ở khắp nơi, là nhiều điều mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một khoảng thời gian sớm nhất. Vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong podcast giao lưu giữa Mèo và các bạn sinh viên khoa luật của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Các bạn rất là dễ thương đúng không? Cũng như là các bạn đã đặt ra rất nhiều câu hỏi bổ ích để Mèo có thể dựa vào đó mà chia sẻ cũng như truyền đạt những cái kinh nghiệm cũng như những cái mà Mèo có thể quan sát từ trong cuộc sống của Mèo cũng như là những bạn bè xung quanh và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng những cái chia sẻ ngày hôm nay của Mèo và các bạn sinh viên khoa luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội với chương trình rất là ý nghĩa Sound of Love đã mang đến được cho các bạn những cái điều bổ ích và một chút xíu gì đó kinh nghiệm cũng như trải nghiệm trong cuộc sống. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích podcast lần này và mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại trong podcast lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.